Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn uống cái cây linh sam các bạn ơi. Ở đây mình có cái cây linh sam này thì lúc trước cũng mua ở ngoài chợ về các bạn. Thằng em mình nó mua về nó chơi cũng được hơn năm nay rồi. Thì cái cây này thì người ta uống theo cái dáng chực các bạn. Cũng có một cái cành dưới thì nó cũng hơi bay ra. Thì cái cây này á, thì các bạn biết rồi đó, người ta cũng làm hàng chợ thôi, người ta làm cho nó đầy tán các bạn. Xung quanh thì các bạn thấy là cành nhánh nó tứ phía hết trơn nè, nhưng mà theo mình á, thì cái cây này nó không có lạ các bạn. Các bạn biết ý mình thì muốn làm cho cái cây nó lạ, chứ lại là cái cây mà nó bình thường thì lại mình không có thích lắm các bạn. Thành ra đây cái cây này á, thì mình thấy có cái thân trực ở trên thì rất là hay, nhưng mà lại cái cành ba ở dưới nó không hợp với cái thân trực ở trên các bạn. Ở đây thì mình có thể mình cắt cái thân trực này ra. Ở cái thân trực này nó có một cái rễ các bạn, mình nghĩ là mình cắt ra thì có thể mình nuôi sống cái phần trên được, bởi vì nó có dính một cái rễ. Thì sau khi mình ngắm nghía, mình nghiên cứu thì cái cây này có thể cắt ra được các bạn ơi. Thành ra bây giờ mình kêu em nó cắt. Các bạn thấy từ đây mình cắt xuống là thì nó có một cái rễ nằm cạnh một bên nữa, các bạn thấy không? Để mình lấy ra một cái cây, cái phần dưới của nó ra, mình làm một cái cây nó có một cái dáng lạ lạ chơi các bạn. Còn cái phần trên này á, thì nó cũng là một cây trực, một cây trực lắc vậy đó. Thì để mình kêu em mình cắt làm sao nhẹ nhẹ để lấy luôn một cái rễ nó nằm dưới nè các bạn. Nó có một cái rễ cho nó chín lên cái phần trên này, để mình tách rời nó ra riêng một cây. Thì mình nghĩ đối với cái linh sam thì nó cũng dễ sống các bạn. Đó, sau khi cắt nó ra thì nó được một cây gì nè các bạn. Đó, nó có một cái rễ dưới nè. Thì mình nghĩ cái cây này mình làm riêng ra một cây để mình trồng riêng nó, để tạo cái cây cái gốc nó ra một cây quái các bạn. Bạn thấy nó không biết có được hay không. Nghe các bạn chửi mình đó quá, cắt đồng bậy đồng bạ nữa chứ đâu. Thì bây giờ mình để em kêu em nó cắt cái nhánh này cho nó ngắn ngắn lại để mình dâm. Coi nó sống không, sao nếu mà nó có sống thì mình làm cái clip lại cho các bạn xem sao ha. Mình nghĩ có thể nó sống bạn, bởi vì cái cây linh sam thì nó rất là dễ sống các bạn ơi. Ở đây cái nhánh này thì nó có cái rễ dưới sẵn nè. Khi mình cắt rời nó ra thì cái mùa này là cái mùa nắng, thì mình giữ ẩm tốt thì có thể nó sống. Mình nghĩ là sợ mùa mưa thì nó quá ẩm thì có thể nó hư cái phần thân ở dưới các bạn. Nhưng mình nghĩ mùa này là mùa khô thì có thể là cây này nó sống các bạn ơi. Thì mình thì các bạn biết rồi đó, những cái gì đó mà nó nó lạ 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 là cứ đem ra mà làm thôi. À, có khi các bạn cũng nhìn thấy mình làm nhiều cái thì cũng bị các bạn nói mình làm tào lao hoài. Nhưng mà ở đây thì mình thì có cái tật là muốn làm những cái mà nó tào lao, nó ra những cái gì đó nó lạ lạ chứ các bạn ơi. Thành ra cái cây người ta tốt lành thì đem cắt luôn đó các bạn. À, sau khi mình cắt xong đó, thì bây giờ cái phần thân chính của nó thì nó còn vậy nè. Thì mình sau khi mình nhổ lên, mình cắt cái rễ nữa để mình để nghiêng qua tí các bạn, thì những cái rễ nó bị hỏng lên mà nó nhỏ nó, thì mình cắt nó bỏ luôn để mình cho nó lộ những cái rễ lớn ra, nó thành một cái dáng dấp của một cây cổ thụ các bạn. Ở đây thì ý tưởng của mình đưa ra là làm cái cây này thành một cái cây cổ thụ các bạn ơi. Nó có một cái tàn nhánh thiên nhiên. Cái này nó người ta gọi là cái cây mà gọi là cây cao bóng cả các bạn. Cái cây nó già luôn, nó có một cái bóng cả, có bóng cả tàn lớn nằm ở trên. Ý tưởng của mình là vậy. Ở đây thì nó có cái nhánh này nè, mình có thể mình dựng cái đỉnh đây nè các bạn, không biết nó sao đây, để hồi mình uống coi nó sao. Có thể mình dựng cái đỉnh bằng cái nhánh nhỏ này, nhưng mà có cái là nó nhánh này nó hơi thiếu, nó thiếu cái nhánh ngang quá các bạn. Thì các bạn thấy cái cành này nè, nữa mình có thể mình uống xuống, cạnh bên đây mình cũng uống xuống. Mình dự định mình thả cái cành rơi xuống đây coi nó có hợp không, nếu hợp thì mình uống, còn hợp thì có thể mình cắt mình làm tàn thiên nhiên trên nữa các bạn. Thì cái thân chính của nó xuất phát từ đây nè các bạn thấy không,
À, đi lên nó hơi nghiêng thì nó lên đây nó sẽ lắc qua đây nè các bạn. Nó không biết các bạn có nhìn thấy không, nó lắc qua đây thì có cái nhánh này có thôi mình đúng nó xà xuống nó thành một cái tàn thiên nhiên các bạn. Thì để trước mắt mình uống cái những cái cành nhánh nó xà ra giống như là một cái cây mà cây cổ thụ ở trong thiên nhiên mà nó có cái tàn thật là lớn các bạn. À, thì thường mình cũng thường chia sẻ với bạn hoài đó, thì khi mình muốn làm cái cây á, thì phải đưa ra cái ý tưởng trước các bạn. Thì sau khi mình ngắm cái cây này mình tính tới tính lui thì mình có đưa ra cái ý tưởng là làm một cái cây là một cái tàn thiên nhiên nó rất là hoành tráng, nó nằm ở ngoài một cái nó giống như dáng dấp của một cây cổ thụ mà có một cái bóng rất là lớn các bạn. Cái trí tưởng tượng này nói chung thì các bạn biết là mình đó thì thường thì nhìn những cái cây lớn lớn ở ngoài thì có cái tưởng tượng nó cũng hơi phong phú lắm. Thành ra là khi mà mình làm thì đưa ra những cái ý tưởng theo những cái gì đó mà ngoài thiên nhiên các bạn ơi, mình liên tưởng đến cái thiên nhiên để mình làm lên cái cây của mình thôi. Thì các bạn cũng biết đó, mình thì thường đó thì cũng có thường chia sẻ các bạn làm đi đâu mình gặp những cái cây mà nó có cái bóng cây nó lớn thì mình cũng để ý. À, thì sau khi mình uống mình dự định mình thả một bên một cái tay cành rơi xuống nhưng mà nó không được các bạn, thấy nó không có hợp với cái tán ở trên, thành ra mình uống nó nguyên một cái tán tròn ở trên đây nó sum xuê giống như là một cái cà cái tàn nhánh mà như ban đầu mình đã nói chia sẻ các bạn là cây cao bóng cả các bạn. Cây cao thì bóng nó tàn nó rất là lớn. À, một cái cây cổ thụ mà thu nhỏ vậy các bạn. Đó, thành ra thì sau khi mình uống xong thì cái cây nó vậy nè. À, các bạn xem thì có thể góp ý cho mình ha. À, sau khi mình cắt bỏ cái phần thân chính của nó đi thì mình dùng cái nhánh để mình làm cái phần thân chính các bạn. Thì cái cây này nói chung nó có cái mặt cắt rất là lớn thì mình thì mình thấy cái cây này thì nó có cái cũng cái nhánh nó cũng có mặt mấy cái mặt cắt trước các bạn, nó cũng có tạo cái hang hốc nè, thì mình thấy làm cái mặt cắt này nữa thì nó cũng thể hiện cái cây nó già nua phong ba bão táp các bạn ơi, nó bị mục bị hư gì đó. À, nó cho ra nha một cái cây là rất là già nua, thì cái đó là cái ý tưởng của mình thôi. Khi mình làm cái cây nó đã hoàn chỉnh như vậy nè các bạn xem thì có thể góp ý cho mình ha. Các bạn nhìn thấy thì mình uống theo cái lối là những cái chi cành nó mình uống rất là ngặt các bạn, rất là ngặt nghèo, có thể là nó như là một cái cây thiên nhiên mà cành nhánh nó rất là có những cái đoạn cong rất là nhiều. Thì đối với cây đinh sam thì mới uống được gì các bạn ơi. Đó, thì sau khi mình uống xong thì cái tác phẩm mình đã hoàn thành đó, thì các bạn xem nhớ góp ý cho mình ha. Nó giống như là một cái cây cổ thụ ngoài thiên nhiên các bạn thấy không? Thì theo mình nó thì nó là một cây cổ thụ rất là lớn các bạn, tuy là nó nhỏ thôi. Không biết các bạn thấy sao thì góp ý cho mình ha. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn xem thì cũng nhớ góp ý và nhớ chia sẻ mọi người cùng xem. À, đặc biệt là nhớ đăng ký cái kênh để ủng hộ cái kênh mình các bạn ơi. Rồi, mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo. À, xin chào.